Mày nè, ăn đi. Tùng. Giữ mặt với tao à. Ok, hello tất cả anh em. Mình sẽ tiếp tục Sun of the Forest nha. Tập vừa rồi tôi đã lấy được cái bình thở anh em. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục với cái cốt truyện. Đó là mình sẽ đi lấy cái súng bắn dây anh em, cái rope gun. Thì nó đây, cái nó cũng đã hiển thị sẵn cho tôi cái mục tiêu mình đi tới luôn kìa anh em thấy không? Đây, nó đang chớp nháy ở trên cái GPS của tôi. Đây, gần cái hang luôn, cho nên là tôi sẽ làm một chuyến phiêu lưu tới đó nha. Ok, và cũng như mỗi khi tôi sẽ đi bằng chiếc Navi này trên đường đi, gặp cái gì gặp cái làng hay là cái gì thú vị thì mình sẽ ghé vô nha anh em. Ok, lên đường. À mà khoan, trước khi đi tôi sẽ cho thằng Kevin này nó mặc cái áo hoodie của tôi đi anh em. Đâu, tôi sẽ cho nó tag item nè. Đây, cho nó cái áo hoodie, sau này mình có nhiều cái áo xịn hơn thì mình sẽ cho nó luôn nha anh em. Chứ tôi mặc vô thật sự tôi cũng chả thấy tôi như nào đâu anh em, cho nên để thằng Kevin mặc. Rồi, đi nào anh bạn, từ từ gái, follow nào. Come on. Ok. Đây, nếu như mà mình đi ngược cái con suối này đi lên lại thì sẽ tới được cái hang đó nha anh em. Ê chà, tới một cái trại. Nhưng mà như cái trại này bỏ hoang anh em, chẳng có ai hết. Ok, xây nhà ở đây cũng khá đẹp anh em. Nó có một cái thác ở ngay đây nè, nhưng mà phải cẩn thận nha. Kìa, có mấy thằng khỉ nó đang... Ui chà, thằng khỉ đang tới anh em. Từ nha, để tôi xem có cái gì ngon để lút không. Không, mày lại đây, mày tao cầm đá chọi thấy bà mày à. Đây, nó tới thật anh em, má nó. Mày đừng có giỡn mặt cái bố. Ôi chạy rồi. Ừ, mày khôn đây. Thôi, lút lẹ rồi đi anh em, được cái gì. Tôi chỉ hy vọng lấy được thêm, đây rồi. Lấy được thêm mấy cái băng dính là ok anh em ơi. Đang rất là thiếu băng dính để làm áo giáp. Ui chà, đang đi giữa đường thì lại gặp thêm một cái cam nữa kìa anh em. Well, tôi nghĩ là chỗ này cũng khá ít, có thể mình vào được đấy. Đây, tôi sẽ vô chơi luôn em. Con game này là phải đi kiếm đồ, loot đồ này nọ chứ. Đâu, và nếu được thì tôi sẽ đầu lấy tôi cho nó ăn một trái lựu đạn thử xem em. Con mẹ nó tới kìa. Ê mày, tôi tưởng nó đứng bu lại chứ, mẹ đứng như vậy thì thôi, nó bị phát hiện rồi anh em ơi, chơi cái này phí lắm. Nếu vậy tôi sẽ cho nó ăn lửa đi, đúng rồi đây. Rồi, ok, khỏi chạy mày ơi. Mày khỏi có chạy. Đây, con này nè, đốt con này nè. Con này có giáp nè anh em, thấy mẹ mày chưa? Ồ, rồi sao? Ô, gửi lửa kìa anh em. Ồ, con này nó có giáp, nó không cháy rồi anh em, kinh đây. Điết, kinh đây. Nếu vậy thì đây, cái cam này cũng vắng rồi anh em, cho nên là mình tranh thủ mình vô lút đồ luôn. Mấy cái cam mà bự đông thì mình mới sợ mình chạy chứ. Đây này có khá nhiều đồ nha, lút hết. Đó, nhưng mà tụi nó đã mất rồi. Ừ, có vẻ như lấy nào, lấy liều qua chơi đi anh em ơi. Thằng nãy mẹ kháng lửa, mới thấy cái con đó rồi, đây rồi. Vô mày. Cái thằng này thì dễ chơi thôi anh em. Mày chết mẹ, mới nói lưỡi liềm mày. Lưỡi liềm. Tôi sẽ gạt. Lưỡi con mẹ nó liềm nè. Mày sao? Mày lưỡi hả? Rồi sao? Chặt trời. Chết con bé đó. Chặt giò thấy bà luôn. Mày què rồi. Đây. Chặt giò nó anh em. Đúng rồi, vô là cứ mấy bữa giò đó trước. Rồi sao? Rồi sao? Tôi có cây súng đây rồi, từ từ cái. Đừng giỡn mày. Thôi chết không. Rồi, tao cho mày ăn. Ôi, đứng lại mày, đứng lại. Mày đứng lại cho tao. Mày đứng lại cho anh mày. Ủa chết mẹ, nó có thằng cầm chì kể anh em rồi, thôi xong. Bữa cái đầu mày ra nè. Chặt giò mày nè. Ui mẹ, hóa ra là tụi nó dụ tôi tới anh em. Hóa ra là khá đông đây. Ui. Làm miếng máu cái con chó. Hey, mẹ bà nó chứ. Trời. Đây, và nó bắt tôi trói ngay cái trại của nó luôn em. Nó còn ba thằng, cũng dễ chơi thôi chứ không có gì đâu. Tại tôi láo ngáo thôi. Tôi nghĩ là tôi phải quăng bom vô được ở đây.
mày mày chơi dao của mày luôn nè, chơi chơi mày nó sợ rồi anh em, nó sợ rồi. Mày con dao hóa ra cũng khá mạnh chứ. Tôi phải lấy đồ lại cái đã. Từ từ gái, tao lấy đồ vô, tao chơi với tụi bay tiếp. Mấy cái game này sao mỗi lần ăn đồ cứ phải vô không cho dừng nha anh em, cho nên là hơi hơi mệt. Chạy nó mất tiêu rồi. Ủa nó sợ tôi rồi sao ấy? Mày ngoan, mày ngoan. Mày tôi cho nó, ô nó xách, nó xách. Gì vậy? Ô nó xách xác của bồ nó cả anh em. Thằng này mà chơi cái lựu đạn thì hơi phí, đúng không? Đây tôi sẽ vô bắn gây tê đó luôn em. Reload, đây tôi còn đạn mà. Cẩn thận thằng kia nó móc lớp. Mày sao, mày sao, mày sao, mày sao? Mày sao? Ủa sao thế? Mày tưởng mày được kháng. Mày kháng, mày đưa cái mặt nạ của mày đây, mày kháng. Chặt giò mày nè, chặt giò mày nè, chặt giò mày nè. Ui giời giời giời. Sao tới mình nó nổ vậy anh em? Mày nổ, cà giật, cà giật, cà giật. Anh em thấy không? Cái động tác này giống như nó chuẩn bị nó chơi tự sát hay sao ấy. Rồi thằng này vô luôn đi. Mày sao? Nhìn có vẻ cũng ngầu lắm nhưng mà thực ra là chẳng có gì cả. Má nó la hình gì hết rồi đó anh em. Ok còn mỗi thằng đó thôi thì tôi nghĩ tôi phải bơm một tí máu vào liền đi. Nào, mày đừng, tôi đang ăn mày đừng có lại đây đây. Nó mới xây được cái giáp được tí nó lại đấm banh hết rồi anh em ơi. Cái này nó chơi khôn đó anh em, nó giả bộ nó chạy. Xong rồi tụi nó mẹ xuất hiện đâu ấy, bị mấy lần luôn. Cái cục thịt này mày có lấy được không? Không được. Ok, cũng không có gì nhiều lắm. Đây, được rồi, vậy thôi mình lên đường tiếp đi anh em ơi. Ok, Kelvin đâu rồi? Lên đường em ơi. Cẩn thận anh em, bây giờ tôi đang đi băng rừng và cái đám khỉ nó vẫn đang theo dõi tôi. Tôi mà chạy lớn ngớ mà tôi tông vô cục điện nữa thì phải té ra là tụi nó sẽ bu Alonso bu lại đấm tôi đó anh em, cho nên là phải hết sức cẩn thận mới được. Nào nhảy lên, đúng rồi, từ từ nha. Cái phục nhúng của cái con xe này khá xịn nha anh em. Đây, nhảy rất là xa luôn. Wow, coi chừng nhảy xuống vực. Ê, nhưng mà con xe này mà đi xuống nước thì nó sẽ bị tắt máy, cho nên là tôi phải coi như là cầm nó lên em, y như là mình ở đây thấy không, đây tôi đẩy nó vô, nó bị rớt dưới nước mình không có bấm e để lấy nó lên được, cho nên là phải đẩy nó vô đất liền một tí. Rồi ok lên đây nào em, đấy y như là mẹ ở Việt Nam ngập lụt đó anh em thấy không. Lụt cái mẹ bưng xe lên chạy luôn. Rồi vậy bây giờ xong rồi thì để xuống, con game rất là coi như là rất là thật cho anh em, chân thật tới từng chi tiết. Cực khổ bắt cái xe nãy giờ thì cũng tới được cái hang rồi anh em. Bây giờ thì tôi sẽ đây để nó ngay ở bên ngoài luôn. Ok để chiếc xe này xuống đi. Ok nào bỏ xuống rồi có gì ra mình lấy lại. Bây giờ thì mình sẽ chính thức đi vào cái hang này nha anh em. Ô nhưng mà quên, tôi phải làm cái chỗ safe chứ. À, cứ quên nữa, mấy nữa đi vô cái là thôi như công cốc nãy giờ anh em, và tôi nghĩ là để ngay đây luôn. Đúng rồi. Ok. Nhưng mà có một cái anh em thấy cái thay thể lực của tôi nó đang giảm gần một nửa luôn, có vẻ như là vì tôi bị thiếu ngủ anh em. Đấy, tôi thức nhiều quá cho nên là rất là ít thể lực. Có vẻ như tôi phải, bây giờ là mấy giờ ta? 3 giờ chiều. Ok, đi vô hang thì tôi nghĩ là tận dụng luôn đi, buổi tối mình đi hang luôn đi anh em. Cho nên là tôi sẽ ngủ một tí và có vẻ như mình sẽ làm luôn một cái chỗ anh em, một cái lán trại, cái đống lũi như cửa củi lửa nhỏ đây nha anh em, lại bị liệu nữa. Mắt cái mồm nó cứ dính lẹo vô nhau rồi anh em ơi. Đâu rồi, mình tranh thủ mình nấu ăn luôn đi, chết mẹ cháy rừng, cháy rừng, cháy rừng. Rồi, tạm thời như vậy đi. Xong rồi tôi sẽ đi ngủ luôn đi anh em. Ok, lộn, cái này là safe mà, ngủ cái này là safe.
Nào mày tới đây, mẹ thằng bồ mày bị tao chặt chặt cục chân rồi kìa. Mày tới đây rồi sao? Cục cái giò. Ồ mày né hả mày, mày né hả mày? Ừ mày né hả? Mày né sao? Thằng kia mất máu chết rồi, em nó có ba thằng chơi luôn. Thôi mày đừng hù tao làm gì hết. Mày hù anh mày hả? Ôi trời, đó 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 thằng kia, cẩn thận thằng kia anh em. Ngon thì nhào vô. Ui mày cũng giỏi giỏi. Cũng giỏi giỏi nhỉ. Cũng giỏi giỏi ghê. Cục tay rồi mày làm gì nhau? Tôi sẽ cho nó một cái chết đau đớn nhất anh em. Nằm đó mà hự hự đi con. Còn một thằng nữa anh em. Cẩn thận nha. Mấy thằng này nó hay đi nhảy trèo lên cây lắm anh em. Kiểu viên này đúng vô dụng luôn anh em. Kiểu nó dụ dụ cho tôi đi. Ủa cái gì sao tối sáng rồi? À tôi ngủ cái giấc là nó sáng luôn rồi kìa anh em. Wow. Nếu vậy còn mỗi tên thằng này thôi mình chơi. Nó đập kêu vinh của tôi anh em. Chơi luôn. Mày ui rồi sao? Cẩn thận nha. Mấy này nó hay hồi mã thương lắm. Đấy. À cục giò rồi. Đấy, anh em giờ tôi biết cách đánh rồi nha. Đánh xuống cái chì của nó đó anh em. Rồi xong. À, cái tội dám đánh cừu vinh của anh mày. Rồi. Thêm một miếng lửa vô nữa cho nó mau sôi. Rồi làm miếng nước luôn anh em. Ok, chờ một tí là sẽ có nước uống. Tôi phải đầy đủ trước khi vô hang các anh em. Và sao cái thịt này nó lâu chín quá vậy ta? Cái này thịt này nó vẫn là đang còn rất là tươi nè anh em. À hay lắm, nó rất cái ví da. Đây xương thì tôi bây giờ tôi có rất nhiều xương anh em, mà lại không có băng keo để mà làm bộ giáp xương. Cả này ra luôn. Có con mẹ nó nữa bị hoài cái bị cái này vô đống lửa hoài anh em ơi. Thôi hết giùm tao đi. Ủa khi nào mới hết? Hết rồi anh em. Mấy sáng ghê. Sinh tồn quá. Ngáo quá. À mày chưa gì nước chưa sôi mày lại mày uống rồi. Bây giờ tôi còn có một tí máu rồi, anh em ơi. Phải tiết kiệm mới được. Ấy đây ăn lót dạ thêm đi anh em. Rồi chơi kiểu này tôi chỉ có thể chạy thôi anh em, vô trỏng là không có đánh đấm gì nổi đâu, hoặc là xài súng anh em, lấy súng mà bắn thôi. Ok làm miếng nước cái. Rồi mình đi vô nha. Ring đấy, cẩn thận cầm ra là đem đi đổ nước nữa anh em, giống giống hôm bữa nữa thì khổ. Rồi ăn no cơm no rượu say tất tần tật hết rồi anh em, bây giờ đi vô lửa. Tôi sẽ xem một lần nữa rồi mình đi vào luôn nha. Ok. Chẳng còn gì để mất, vào. À. Tối thui. Đâu nhưng mà để tôi xem cái pin của tôi. Hết pin anh em, chẳng kế thêm thêm được một cục pin nào hết. Khổ ghê, bây giờ thì chỉ có trông cậy vô mấy cái trái bom xăng. À, mấy cái lùm mềm đồ đạn với cây súng thôi anh em ơi. À, quên nãy giờ mấy cái túi da này tôi chưa có mở ra, quên mất. Hay lắm. Có được ít đồ anh em ơi. Đây còn mấy túi nữa, mở hết luôn. Ok, nếu được thì tôi sẽ lấy súng ra luôn. Nếu vậy thì tôi sẽ equip pistol này luôn, add nó vô luôn đi anh em. Ok, đây có gì mình lấy ra mình xài liền luôn, vô đây là phải xài súng thôi. Ok, khá ổn nha. Rồi, có súng thì mình cũng yên tâm. Lại đồ hộp nhưng không có đồ mở hộp. Ơi đi kiểu này ghê quá, hay là tôi làm một cái stick đi anh em. Đúng rồi đấy, cho nó má đỡ sợ coi. Nè cái que nè. Ok rồi. Đốt lên. Đấy như vậy thì nó đỡ sợ hơn rất nhiều lần nha anh em. Và cái cây này thì thật sự mà nói thì nếu như mà tôi chỉ lo tôi chạy không thì cái cây này là quá tuyệt vời rồi anh em. Wow. Vô này nè anh em, cái chỗ này là sẽ gặp một đám cốt đột. Toàn là những cái con biến dị không. Có đồ này. Tranh thủ lấy luôn, lấy được gì thì lấy. À đúng rồi, bây giờ tới đây thì tôi phải lấy flare ra đi anh em. Đừng đừng để tụi nó thấy. Và cái mục tiêu của mình là phải đi về phía kia rồi anh em. Nó đang lên. Từ từ. Ôi 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 ôi.
Ê, đừng giỡn mặt, đừng giỡn mặt với bố. Ơi sợ quá, sợ quá. Sợ quá, bấm tùm lum rồi anh em ơi. Ô ô, tới đây thì tôi có thể cho nó ăn cái bom á anh em. Đúng rồi, đúng rồi. Lấy bom, lấy lựu đạn ra đi, bấm lộn hoài. Lấy lựu đạn ra, lấy lựu đạn ra, lấy lựu đạn ra. Mày hả con chó. Mày nè, ăn đi. Đùng. Giỡ mặt với tao à. Ô cái hình như y mới còn con, một con còn sống rồi anh em. Hình như cái con mồm to đang đi bên kia. Bắn cái mẹ mày nè. Mày biết dân chủ là thế nào không hả mày? Ok. Ui chết, chết mẹ tao vậy. Ui tới đây thì có lẽ như lấy cây đuốc ra lại đi anh em. Cây đuốc đâu mất tiêu rồi. Ok rồi, xuống chơi nó luôn đi. Tôi sẽ đập lửa tụi nó anh em. Thằng này nó mới bị thương thôi, nó chưa có bị nổ. Đây đập lửa tới bà mày nè, đập lửa đấy đó anh em, cho nó cháy nha. Rồi đỡ đỡ đỡ, chạy một vòng, chạy một vòng. Cái nào nó cũng phải có chiến thuật hết anh em ơi. Có mẹ nó, mày ui ui ui, sao không được, không được, không được. Tao đỡ rồi, tao đỡ rồi. Tuổi gì, tuổi con ngang. Ô mẹ nó đấm đau thật. Hack survival. Tôi nghĩ là chắc đốt nó đi anh em ơi. Chắc chơi vậy luôn đi chứ sao giờ. Nó đâu rồi? Chạy đến mất tiêu rồi. Rồi thôi xong. Con chó này chơi ăn gian. Chết chưa? Chết chưa? Chết rồi anh em ơi. Hay lắm, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi, ok anh em. Bây giờ thì hồi máu lại đi. Lộn, bây giờ thì phải lấy giáp của tụi nó. Xong tôi hồi máu lại anh em. Đây. Nào, sao không xẻ nó ra, tụi nó chết chưa mới là vấn đề. Chết, ui má mém chết như này rồi anh em. Ý. Rồi thôi xong. Hụt rồi bé yêu. Má chính thức coi như là hết máu luôn rồi anh em ơi. À. Còn một bình uống luôn, tôi nghĩ là sẽ lượm được thêm á anh em, không phải lo đâu. À mà mấy thằng hồi nãy nó chết banh xác hết rồi anh em ơi, thì đâu có mặc giáp vô được, đúng không? Ok, có giáp thì nó cũng yên tâm hơn hẳn anh em. Chết mẹ, thằng này nó bị đốt xác chết rồi anh em, cho nên là không có hốt cái xác của nó được, không có xẻ xác lấy da được. Mẹ. Ô đằng kia có ai kìa. À. À một cái tờ thông tin gì đấy. Rồi. Không cần, bỏ ra. Tiếp tục lên đường. À thằng này có gì không em? Chẳng có gì hết à. Chán vậy. Ui, má hết hồn. Mẹ mình đi, mình đạp chúng là mình hết hồn. Vậy là tôi chỉ loot được hai thằng thôi hả? Ok, cũng được. Nó có máu nè anh em, thấy chưa? Tôi nói mà, nó sẽ có máu cho mình hồi lại liền. Molotov. Hay lắm. Quá trời đồ nè anh em ơi. Ủa được gì vậy? Một cái à đúng rồi, tôi nhớ rồi, cái này là cái đồ để trấn áp yêu ma. Được đó anh em, mình cầm cái này là mình có thể giống như stun nó vậy á. Bởi vì là không phải chỗ này rồi. Nếu vậy thì mình sẽ đi qua bên cái chỗ đó mới đúng, đúng không? Ok. Ui má thồn. Đằng kia có ánh sáng le lói rồi anh em. Để coi tôi sẽ đi vô trong sâu sâu tí, xong tôi sẽ làm một chỗ safe lại anh em. Má anh này chết và dựa tường luôn kìa, khổ không anh em. Què thế kìa. À cái con Slim. Cẩn thận anh em.
Cái con này thì mình quăng bom vô là nó sẽ nổ thôi, không có gì phải sợ. Đâu rồi? Đấy, nó. Ok, banh ta lông hết. Đây nó thể sẵn mấy trái bom với mình luôn nè anh em. Hay lắm. Rồi bây giờ thì mình có thể, tôi nghĩ là chắc mình thôi mình xem ngay tại đây luôn đi anh em. Chỗ này cũng khá là an toàn nè. Ok ha. Là một cái lán chạy liền. Ok, tôi nghĩ tôi sẽ ăn một miếng xong rồi uống thêm một miếng nữa anh em. Cho nó đầy thể lực lên cái đã. Tính gì tính. Ok. Khá ổn, tạm ổn anh em. Rồi đi tiếp thôi. Cái gì đây? À có chân của tụi này nè anh em. Chân của tụi này mình có thể đem theo để ăn nè. Hay lắm. Ý, mát cái gì vậy? Hết cái hồ. Tôi nghĩ là vô đây là chắc phải xài súng anh em ơi. Nhưng mà không biết đạn của tôi còn bao nhiêu nữa. Lại có tiếng nhạc. Mà sao cái đám này nó làm việc nó sợ ma anh em. Cho nên nó rất thích đem mấy cái đài cassette vô để mà cho đỡ sợ sao ấy. Mà rất tiếc. Chừng nha. Cảm giác ghê rợn quá. Đây là thêm một tờ thông tin gì nữa nè anh em. Ui chết mẹ. Lỡ nó thức cái vậy rồi anh em chơi chơi luôn chứ sao. Mày giỡn cái mặt hả? Ui, ui. Hình như cái máy này mình có thể làm cho nó giống như là bị sao lãng á anh em. Ui ui ui. Sao cái quần què gì? Má thấy ghê quá. Tao đỡ rồi. Con chó chết mẹ. Ôi trời ơi đi. Thôi chạy luôn. Tôi đã nói là tôi vô đây là tôi sẽ chạy mà. Tại sao tôi cứ đánh hoài vậy anh em? Tôi chạy luôn đây. Ui mẹ thêm hai con luôn kìa. Chạy luôn. Đừng ngoảnh lại. Cái gì đây? Đừng ngoảnh lại. Chạy con mẹ nó luôn. Bỏ hết đồ lút anh em ơi. Mình vô mình lấy những cái cần thiết thôi. Ơi mẹ gặp mấy đứa em bé. Ui má ơi. Ý chạy thôi. Ý nhưng mà có tiền cũng phải lấy chứ anh em. Collect được 1000 đô luôn. Má ơi. Ít biết chạy đi đâu rồi. Đây chắc chỗ này luôn chắc chắn anh em. Chỉ có một đường thôi. Ở đừng dí thêm em nữa các anh ơi. Gì thế kìa. Má ghê quá. Tôi phải lấy đây. Cho tí ánh sáng đi nè. Mình chỉ chạy thôi chứ quánh mẹ gì. Chạy là an toàn nhất. Dạ. Má làm tôi hết hồn mấy. Sao cái chỗ này càng ngày càng hẹp vậy ta? Để xem tôi còn cái gì để mặc vô không. Chết bà rồi chẳng còn gì để mặc. Hồi nãy thằng kia nó chết nhưng mà không kịp lấy. Đây tôi nghĩ là tôi sẽ khoan đi nè. Má cái chỗ này nguy hiểm quá. Tôi sợ nó mò theo. Ừ cho nên là chắc giá giáp xương đi anh em ơi. Giá giáp xương đi. Chứ không thôi là chịu không nổi tụi nó đâu. Ủa lộn. Giáp xương chứ không phải giáp gỗ đâu. Sợ quá. Mẹ nó linh tinh đó em ơi. Cái quần què gì nữa vậy. Nhanh lên. Má hy vọng đừng đứa nào tới anh em. Ok. Tôi chỉ cần có giáp thôi là ổn anh em. Không có gì phải sợ hết á. Lộn. Tôi bấm lộn mà mình phải mặc vô chứ. Mặc vô. Ok. Rồi. Tôi sẽ xay hết luôn. Còn xương không? Hình như là chết mẹ không đủ xương anh em. Rồi nếu như đây thì tôi nghĩ là cũng khá an toàn đó anh em. Không cần phải kỹ quá. Giờ hết biết đi đâu rồi anh em ơi. Mới sao mà nó tối vậy? Ý, chị ơi. Má ơi. Ui rồi thôi nó tới được rồi anh em ơi. Nó tới được rồi. Nếu vậy thì ui mày cho mày đốt lửa mày luôn. Đây rồi lối ra đây này. Chết mẹ rồi thêm một con nữa à. Sao đông vậy? Chết mẹ đông quá. Lấy súng ra. Thôi không còn gì để mất nữa. Lấy súng ra đi anh em ơi. Má mày mày nè.
Chết bà rồi, hai ba con luôn. Thôi xong rồi, Trung ơi. Chạy ngay đi. Chạy đi. Anh ơi. Ý, má gặp baby thế này nè. Má má này nó lì quá anh em ơi, nó không cho tôi thở một phút giây nào hết. Ba ơi. Vô tao bắn à, vô văn quá mất dạy à. Mẹ nó. Sợ má phải linh hồn thiệt luôn á anh em ơi. Ui. Mày này con chó. Mày này con chó. Con chó này nè. Con chó này nè. Chạy bộ má bắn. Bắn tới bao giờ nó mới chết anh em. Bắn tới bao giờ nó mới chết. Trời ơi xong. Xác định rồi. Tôi đang chạy đi đâu về đâu. Tới đâu đây. Tôi không biết nữa. Tôi cứ thế mà đi thôi. Mẹ giờ này còn đọc cái quà què gì nữa. Ông nội ơi. Rồi thôi xong rồi. Ờ à, mồ chôn của tôi là đây rồi anh em ơi. Mồ chôn của tôi là đây chăng. Chó thiệt. Đây hình như đi qua đứa này nè. Đúng không ta? Đúng luôn. Đúng rồi đó anh em. Hình như chỗ này này. Nó tới là tôi mẹ quăng vô luôn ấy. Rồi cháy lên đi các em. Cháy lên, cháy lên, cháy lên, cháy lên. Tại tao chui vô đây nè. Tao để lửa ở đây luôn nè. Thằng nào quá. Thằng nào quá. An toàn rồi đó anh em. Làm miếng máu vào. Má chế cục tình chế giáp xương. Bị nó đấm bên tao lông hết rồi. Đây bây giờ mình chơi cái này đi anh em. Tại kiểu bây giờ nó không cho dừng lại khi mà lấy đồ anh em. Cho nên là má mệt quá. Cứ phải lo chạy thôi. Lấy đồ ra là đấm chết mẹ từ lâu rồi. Tụi đang đi đâu đây. Má cái hang này lấy cái súng đó sao mà sâu quá nồi anh em ơi. Vô luôn. Vô luôn. Mình giờ chỉ còn giống như lấy niềm vui làm cảm hứng thôi anh em ơi. Sao giống như tôi đang chạy vòng vòng quá vậy anh em. Cái gì tới nó phải tới rồi. Cái số là nó phải vậy rồi anh em. Đây rồi rút gân này. Hay lắm. Bắn liền đi bạn ơi. Trời mẹ gọi gài lẹ đi ông nội. Con nhìn cái quần què nó tới kìa. Nó tới kìa. Bây giờ làm sao bắn anh em. Bây giờ làm sao bắn. Rồi rồi khỏi đây đi. Đi. Ui, ui chết mẹ. Gặp con bốn chân anh em ơi. Gặp con bốn chân rồi. Má ơi làm sao đi ra. Nhưng nó tới anh em ơi. Thôi 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 thôi. Đâu rồi lấy cái đây. Nó có tới không anh em. Ủa như nó đang tới ấy. Thôi mình đi lên đi. Thôi hoàn thành rồi anh em. Đi lên liền đi. Mai mốt tôi có katana, có súng gì tôi trở lại cái hàng này liền anh em. Ồ đây rồi ra rồi. Má ơi mệt mỏi quá. Và tôi đang ở đâu đây. Ờ không biết có gần cái điểm à đây rồi Kelvin. À cũng gần. Tôi sẽ quay lại anh em để tôi lấy con xe lại chứ. Và có vẻ như ở đây gần cái chỗ mà lúc đầu tôi rớt anh em đấy. Trực thăng ở đây cho nên là dắt tôi lại đó. Đồ nó spoil lại cho nên là tôi sẽ lấy. Lại lấy thêm đồ, stock up đồ cho anh em. Ồ đúng rồi anh em, tôi quên mất mình chơi chế độ hard survival. Chế độ khó cho nên là nó không có spoil đồ lại đâu anh em. Mình nên lấy là nó sẽ mất luôn. Mệt mỏi luôn. Nó anh này nằm tội quá. Đây nhưng mà trước tiên thì thôi thì mình làm một cái chỗ save luôn đi anh em. Ủa cái gì thế kia. Từ nha anh em. Má con thỏ này mày làm tao hết hồn. Mày phải chết vì hù tao. Mày phải chết vì hù. Mày dám hù tao mày phải chết. Làm tôi tưởng con nào nó bò tới chứ. Rồi nếu vậy thì làm ngay một cái đồ giả chiến liền luôn. Sau này mà tôi kiểu như là tôi kiếm được một chỗ nào xịn sò rồi anh em mới làm một cái căn cứ chính nha. Bây giờ thì cứ làm để save thôi. Ok save liền đi chứ không thôi để chết nữa.
Tự nhiên đang đứng đứng của mẹ thằng nào nó mò ra nó đập nữa thì khổ. Ok anh em ơi, tập này thì tôi sẽ tạm dừng ở đây nha anh em. Đi cái hang nó ghê quá. Nói chung là cái hang đó mà chơi mức độ bình thường hoặc dễ đó thì đánh cũng dễ thôi anh em, mình có đồ mà. Chỉ có điều mẹ bây giờ chơi mức khó tụi nó đánh đâu quá, tôi chỉ có thể chạy thôi, chẳng có đấm gì được nha anh em. Hẹn anh em bữa sau có đồ xịn hơn trở lại anh em à. Rồi, bye bye anh em và hẹn gặp lại nha.